Vâng anh chị nhá, thì hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2023, thì hiện tại là cơ sở đồ gỗ Đồng Kỵ Gia Long của em có xin giới thiệu tất cả các anh chị về một bộ sản phẩm tần tỉ hoàng nguyên khối. Và mẫu sản phẩm này thì anh chị nào đang quan tâm cũng như muốn mua sắm một bộ hàng đại cực VIP nha, hàng tay là tay 14 này, anh chị thấy này, tay 14 này siêu cong và hàng hàng nguyên khối. May vừa là bên cơ sở anh em làm cũng là nguyên khối anh chị nhé, không chấp ghép đó. Vách là vách tựa lưng này, các anh chị thấy đây, vách là vách một tảng đây, vách là vách một tảng luôn. Và hàng là hàng khuôn lăm, tất cả phần khuôn tranh là bên cơ sở nhà em đều làm khuôn lăm, kể cả bàn anh chị nhé. Hàng bàn này thì được 4 phân 6 đó, chỉ là khuôn tranh ghế các kiểu là được 5. Và hàng là sẽ làm việt cong. Đây chị thấy đây, hàng làm việt cong anh chị nhá. Đó, rất là đẹp. Vách các kiểu đục tranh tứ quý hoàn toàn là 100% bằng tay. Và hàng này làm nguyên khối và đục bằng tay thôi. Đó. Tất cả từ phần ghế và phần gỗ đều làm nguyên khối hết, thì là đang bán với giá công khai với các bác là bộ này là bộ 90 triệu đồng. Đó. Hàng là hàng siêu khủng, siêu VIP luôn. Đây, tranh là tranh tứ quý nha các bác nhá. Nhìn rất là hầm hố. Riêng cái phần đoạn dài này là bên cơ sở nhà em đang làm với kích thước là 2m9 và có chiều sâu. Đây, chiều sâu là 81, có chiều cao từ mặt đất lên đến phần trương này đây. Đây, như phần trương này ba chiếc ghế này đều là cùng kích thước chiều cao, là cao là 1m5 anh chị nhá. Cao là cao 1m rưỡi. Đó. Rất là đẹp và tỉ mỉ và tinh tế. Đó. Tranh này, tranh bàn đục thuận buồm xuôi gió. Và anh chị nào đang quan tâm cũng muốn mua sắm về một bộ sản phẩm tần tỉ hoàng hàng siêu VIP combo sổ món như trong video ở đây, thì hãy liên hệ đến số điện thoại của em ở trên màn hình là 0333 692 138 anh chị nhá. Đó, đây, hàng sổ món các bác nhá. Một chiếc đoàn dài đây, hai chiếc ghế đơn. Rồi, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn và một chiếc đôn kẹp và một chiếc đôn ngồi. Đó, hàng siêu VIP luôn. Thì là bác nào đang có bồ kết em này, đó là muốn mua sắm để làm hoàn thiện trước bộ sản phẩm tần tỉ hoàng nguyên khối như này, thì hãy liên hệ để thể trao đổi trực tiếp đến số điện thoại em để xem hình các bác nhá. Đó. Chi tiết thì là em sẽ báo ở dưới phần bình luận cho các bác. Đó, hàng mới làm xong và hoàn thiện cái bộ này thì là sẽ là 4 tháng các bác nhá. Hàng này bên cơ sở nhà em hoàn thiện 4 tháng. Từ làm từ phần mộc, cắt gỗ, xẻ gỗ đến phần đục chạm các kiểu như này là mất vào rơi vào 4 tháng. Đó. Siêu to khổng lồ luôn. Đây, đúng là siêu VIP luôn. Từ xưa đến giờ đây là cái bộ gọi là tần gọi là đẳng cấp nhất. Các bạn thấy vân là cũng là vân đẹp nhá. Gỗ hương đá tôm gỗ này. Các bạn thấy tôm gỗ này cũng rất là đẹp. Đó. Trực tiếp cho các bác luôn. Tay cầm này, tay cầm âm nhá. Đấy, tay cầm âm. Đó, bàn bọn em cũng làm như thế. Bàn bọn em cũng làm là tay cầm âm. Đó. À, bàn là cũng thiết kế là hai ăn kéo hai bên nhá. Đó, hai ăn kéo hai bên. Thì video ở đây là cũng hết rồi. À, bác nào đang quan tâm thì cứ liên hệ em luôn. Đó.